Vâng, đội ngũ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 11 tháng 10. Đây là cô chú Thắng Giang ở Việt Trì cô nhỉ? Vâng, thì các bạn quý vị đây là hình ảnh cô chú Thắng Giang ở Việt Trì có về ký duyệt một số lô sản phẩm của đội ngũ Tùng Tám. Đây thì rất là nhiều sản phẩm quý vị nhé. Đây trước mặt đây là đôi giường chất liệu gỗ hương đá. Cái bút lông kia không được à? Bên ngoài kia là anh Thắng và chồng. Thì gia đình anh có đặt chúng tôi một lô sản phẩm là một bộ bàn ghế ngươi đỉnh tay 16 này, một đôi giường vòm Louis gỗ hương đá, một sập thờ, sập ngồi. Rất là nhiều sản phẩm. Thì hôm nay anh đã lên ký duyệt cái phần mọc của sản phẩm đây. Cái ghế này thì vẫn đang trong quá trình mọc quý vị nhé. Rồi, thì tôi sẽ giới thiệu về chi tiết từng sản phẩm sau cho quý vị. Để tôi sẽ giới thiệu về chi tiết từng sản phẩm sau. Hôm nay thì có toàn bộ ghế chưa hoàn thiện xong. Thì anh Nga chị có lên ký duyệt một số sọc thờ, sọc ngồi cũng như là giường trước. Đây, cái này là ngoài xưởng sản xuất chúng tôi quý vị nhá. Phía bên ngoài xưởng. Chiếc sập ngồi ngũ phúc 1m6 x 2m. Đấy, cái gặm mấy mặt đấy. Bên trong này là một chiếc sập ngũ phúc 1m8 x 2m2. Chất liệu của dầu này. Và còn rất nhiều sản phẩm khác thì đây là xưởng sản xuất chúng tôi đang rất là ngổn ngang. Xin chào mọi người nhé.